Rồi, đâu chỗ nào? Đây á, đây là dấu nặng. Dấu nặng. Đi đây. Dấu nặng. Cầm lên. Đi đây. Chữ gì đây? Đâu. Đâu. Rồi. Rồi thế nhỉ. Số mấy đây? Số 3. Dạ. Three. Đó, quên rồi à? Chữ pa. Pa. Để mẹ. Daddy. Con mẹ học đi. Daddy. Daddy. Dấu nặng, dấu nặng. Dấu nặng. Chữ gì đây? Chữ gì đây? Chữ R. Chữ R. R. Daddy. Daddy. Chữ H. Đây là chu chu. Daddy. Chữ gì? Chu. Daddy. Dạ, chữ Daddy. Chữ gì đây Việt? Sờ. Đây chữ gì đây Việt? Chữ hờ. Hờ. Chữ gì đây con? Ê. Dạ. Ê. Sáu. Chữ gì đấy? Quy. Chữ quà. Quà hoặc chữ quy hoặc chữ quà. Quy là chữ có bố như chưa? Mình chữ ba. Seven. À cái gì? Ơ không phải. Nhưng mà đấy không phải seven. Seven là 7 cơ mà. Ê đúng rồi. Yeah. Chữ ư. Dạ. Rồi, nhìn chữ ư. Ư. Rồi. Đúng rồi. Chữ y. Không phải. Chữ y có chấm ở trên đầu mà. Chữ gì đây? Ai đây? Ai đây? Em biết đấy. Em biết đấy. Chữ gì đấy không biết. Chữ L. 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 L là gì đấy? Nhìn bố mày nhìn cái view của bố mày. Đấy, đấy bố mày xem qua cái view của bố mày đấy. Chả vấn đề gì. Nào. Tiếp. Chữ L. Phải. Phải. Con để đây, con để vào đây. Con để đây để tiện bố để thùng rác. Con để đây. Đúng rồi. Đấy, bố bật cái này nhá. Bật ô tô nhá. Ôi. Chơi được ấy. Ô tô đi. Xe tăng đúng rồi, xe tăng. Ôi thối. Rơi rồi. Nào đưa cho bố này, bố sửa nào. Nào đưa pin đây, nó pin vào đây. À, đưa kia nữa. Kia nữa, nào sau kìa. Nào, đây. Để sửa. Sửa nhá. Sửa cục pin nhá.
Rồi. Nào lại mở nào, xuống đây để mở nào. Xuống đây để bố mở nào, nhanh lên. Bố mở cục pin nhá. Đây. Rồi, rồi. Rồi. Ý, xe tăng đang bắn đấy. Bùm bùm. Xe tăng đang bắn đâu? Ra xe tăng đi. Nào bạn Du ra xe tăng nào. Xe tăng đâu? Đâu? Đấy ra xem xe tăng này, xe tăng đi, đang đứng một chỗ rồi kìa. Mang xe tăng này bố sửa. Nào mang xe tăng ra đây để bố sửa nào. Đấy. Xe tăng bị làm sao mà không đi kìa. Đưa đây đi cho bố như nào. Bị hỏng à? Có xe tăng bị hỏng không? Đúng không? Ơ hỏng à, đưa như nào, đưa bố sửa như nào.